Đấy, hai đội là cho hỏi cách tay nhau. Kinh nghiệm là chính nha, chứ mà không tập bao nhiêu lắm kinh nghiệm đâu. Mới căng tí kìa. Cho phụ huynh đấu với hai. Một không. Cao là bóng của anh
đóng không qua lưới, chị Vũ Quân 86. Tiếp tục là Thanh Tấn. À, kiểu bóng tốt, bóng tốt. Điều ý của Liên Quân điểm cho trung học cơ sở 7-8. Mặc 8 cài á. Chạm lưới của đội trọng điểm 8-0. Chúng mình có giải cho chàng đấu tay nào. Chạm lưới của Thanh Tấn điểm cho Liên Quân 9-8. Anh Dương ông trông đó lên chẳng lớn. Bắn đi cùng điểm cho Liên Quân 10-8. Không qua lưới số 9 Thanh Tấn điểm 11-8. Bước 1 tốt bên tiêu tốt tiêu ơi. Pha bỏ bóng không thành công cầu của Minh Tăng đội điểm cho trung học cơ sở 9-11. Mày mình ghét hai quẻ luôn mày. Tốt của Minh Tăng đội điểm cho Liên Quân 12-9. Bắn ngoài điểm cho trung học cơ sở 10-12. Và anh đã đi về một điểm 11-12 cho trung học. Đặt bóng của Quân Minh điểm cho Liên Quân 13-11. Bỏ mà. Mặt cao của Đức Nghĩa. Múc đó. Bóng đá đó của Quang Minh tiếp tục là cầu thủ số 20 Liên Quân điểm 14-11. Học môn gì đó liệu khí đầu câu mọi nữ các bạn kết ở về. Đội điểm 12-14. Có thể thấy anh không có gì cao nhưng sức bật của anh rất là tốt. Anh là thủ công của trung học cơ sở. Các bóng ngoài đội điểm cho Liên Quân 15-12. Ta đập bóng bóng ra ngoài của Đức Nghĩa. Điểm cho Liên Quân 16-12. Một pha đỡ bóng đầu của cầu thủ Công Tấn.
anh đang kiếm đi một bàn thua trong thái cái này chuyện này vô đâu không phòng thi sát của Đức Nghĩa điểm cho Liên Quân 17-12 vừa rồi là đánh tốt của Ngọc Ba đội bóng rất là hay. Đặt bóng không qua lưới điểm Liên Quân 18-12 và cú bóng bằng cơm nữa của không đóng bóng bóng qua lưới và cú bóng hay của thủ quan minh và chạm bóng bắn của trường trung học cơ sở điểm cho Liên Quân 19-12 tiếp tục là ba tạt bóng không qua lưới của Đức Nghĩa điểm 20-12 thì đấy anh là thủ rất chuyên nghiệp đó không được rồi không đâu đâu đội điện điện cho mọi người sợ là 13-20 bóng ngoài điện điện cho trung học cơ sở 14-20
và bọn nhỏ không thành công. Tiếp tục là thành thánh. Thành ta và đội bóng rất tốt của công bóng. Tiếp tục thành thánh và cố gắng thành công đội của thành thánh. Bóng rất sôi động và công bài của nhận định cho trung học cơ sở 20-23. Mà cứ hai cái mặt đứng nó mà cái song song mà cái này ghế lưng nhưng mà đi. Đấy đâu. Đúng rồi, đứng lên rồi ông cho anh đập thanh ra quả đứng ngầu đi. Không phải xin lỗi,
Ba nở bước một con văn thơ của Văn Lô Văn Trung học cơ sở Tiền Liên Quân Ta Bộ Bộ tiếp tục học một con văn thơ của Văn Lô Đây chúng ta đang tiếp tục là thân Thì cái đó là cái tiêu của phân trường, nhưng mà tiếp là không
qua lưới vừa rồi trong trung học cơ sở vừa rồi 16 không phải anh tìm cơ mà không có công bằng. Lần này thầy trưởng không tham cơ ngồi đi đi cho riêng quân ngồi lại mười thôi. Chứng thắng của thầy trưởng của Đức Đạo đi cho riêng quân ngồi tám mười thôi. Ừ. 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 Ừ.
phần thưởng rất là hấp dẫn của ông Tổng Hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.